Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Countryside TV. Thì ngày hôm nay mình cùng đại gia đình của mình đến thăm khu du lịch Kỳ Co Eo Gió để mà thưởng thức và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tự nhiên và rất là hùng vĩ ở nơi này. Thì mời cả nhà cùng theo chân mình đi tham quan nha, đi thôi. Đẹp, ngoài lửa cảnh chỗ này là quá đẹp luôn.